Để quay cách chế biến cua cho anh em vừa đi bắt về rồi, bây giờ đến lượt chế biến. Đâu, nó vào gần đây. Và ăn cua nhá, thì ăn ốc ốc nữa cơ. Không, mà ăn cua, ăn ốc thôi, có ăn cơm, ăn thịt, có cái gì đâu. Có đếm được bao nhiêu con không? Loại này 6-7 con một cân đấy, loại to to cơ. À, to mà. Đến lượt là anh em sơ chế, à đâu, chế biến nhá. Về đến nhà chế biến luôn, đang hai anh em ở mai làm cái video cho anh em là thôi quay đây cắt ghép luôn, ghép luôn thôi. Cái nước để uống nhá, cái nước cua lúc tí để uống nhá. Ừ, được. Ui, con này to chưa. Được mười mấy con thôi nhỉ. Con này to nhỉ. To mà, 7-8 cân. Măng măng cua nó kẹp nó. Cua nó kẹp cao hơn nó vậy. To có kẹp được rồi. Vào đây nhá. Đây ông chú em nhá. Ông chú ruột đấy. Đây. Nhìn không? Nhìn thấy chưa? Sắp bé rồi, to nhất đồi rồi đấy. Nhìn này mà cua bé. Thế bảo bé. To nhất đồi rồi. Cua chưa bỏ ti à? Lấy em lấy ra một cái càng cũng phải lấy chứ nhỉ? Thích không em, thích không? Rồi hai anh em, hai ba anh em mà chế hơn 2 cân cua nhá anh em nhá. Hello, chào anh em nhé. Đây hai anh em đi soi cua đá, đang định làm cái video về ẩm thực cua đá. Em quay tải cua đá cho anh em xem tí. Đây nha, đây, trong tải anh em đã bắt được bằng này rồi. Đây, anh để anh bật cái đèn lên. Em soi vào đi, đèn điện máy sắp hết pin rồi. Mở đấy nhỉ? Mở đi. Anh em đang đi soi. Để từ từ để anh bật đèn flash lên á. Có thấy lên không? À, đây. Đèn yếu đấy nhỉ. Đi. Em thấy con nào quay. Có đây luôn à. Đấy, đâu đâu. Đâu? À kia kia. Bắt đi. Đấy, điện thoại hết hết pin. Đấy nha. Đâu? Cua đá anh ạ. Bắt đầu vừa bật thôi. Lúc nãy yếu quá nhỉ. Ừ, của em không sáng. Hay là em quay của anh, của em sao? Thôi đi ngược đây, em ơi, đi ngược lên thôi. Đi. Cứ đi cầm một cái bằng sao. Đây. Không. Anh đang để xem chế độ là gì nhỉ? Đây, à, lấy để lại cái chế độ kia thôi. Đây. Khe này không có cua đá mấy nhỉ. Trời không mưa to. Thì em làm được chục con, 20 con là ok rồi đúng không? Chỗ này họ lấy nước dùng à? Lên lấy nước dùng thật. Làm nào thế? Nước trong thế nhỉ?
Đó. Cô bé bắt làm gì? Đây là con nó. Đấy, cô đá con này anh em ơi. Đấy, con này hẹn tháng, nửa tháng nữa lên lại có nhá. Cô bé là anh em đi đồi là không có bắt nhá. Hôm nay mưa, trận mưa có được khoảng 30 phút nhỉ, chưa có nước mấy nhỉ. Đường nào nhỉ? Đi bên kia đấy. Sao như kiểu sắp hết đường đi rồi. Đường rồi. Có cái măng nứa. Có lẽ bẻ luôn chứ lại. Một cái đấy. Đi gặp vài cái anh em về còn nấu. Nhầm đường. Đợi đoạn dưới này thôi. Được xuống anh em nhầm đường. Không mấy tháng anh không được lên đây. Tay này gọi vào giờ này nhỉ. Đấy, gọi mua cam hay sao ấy. Để tạm dừng. Ui. Chạy vào trong à. Ui ơi em ơi. Ui ơi. Một con vào trong này nhanh. Đấy đưa cái túi anh cầm đấy. Vào trong này. Thấy không? Vào xuống nước rồi. Xuống đi. Được không? Anh cầm điện thoại không vào được. To. Được. Được quá. Trông thế hơn cân rồi nhỉ. Nước ít quá. Này, nhẹ nhàng ra. Đâu? À đây. Thả không? Đây, con kia. Cua. Túm đi, mất bây giờ. Được cái hình ảnh lại mất cái ăn đấy. Anh em mỗi thằng 5-7 con, ok đúng không? Là con ếch đá nào nhỉ? Có nước đâu. Hôm nay mưa xối xả mà giờ không có nước nhỉ? Ui, cây này cái gì ấy? Cây phay à? Cây phay gốc to thế nhỉ? Anh đi suốt mà chả để ý cái này nhé. Cái gốc phay sừng to. Khô cong rồi hay là ngược lên đoạn trên? Có nước không? Chưa, xuống đến chỗ lúc đấy gần xa. Ui con cá, từ con cá, thế đấy chặt con cá, nhớ, thấy không, như thế làm sao chặt được nó, cá leo đồi, vào khu vực đấy, thôi móm ăn rồi, chắc vào bên trên rồi, thôi có mỗi con khó chơi, con ốc này, phải không? Đâu? Ui đây, bắt đi. Hết rồi, hết ăn.
Được không? Cắn à? Cẩn thận nào, tí là ô. Như ở trên này có quả dâu da gì, được không? Được mấy cái chân. Chân cũng lấy, càng cũng lấy. To không? To hay sao mà? Ô, toàn vỏ ốc chết nhỉ. Ốc đá chết rồi. Ốc hang này ít lắm, hay là cậy lên. Khó quá nhỉ, hai anh em nếu ba người thì. Đá liền à? Thôi, nếu mà khó quá thôi, cố làm gì. Nhưng mà cầm được một chân nó rồi. Cả con nó còn đấy không? Cầm chân nó được rồi mà. Cầm kéo lôi lôi. Lôi sợ đứt. Đấy, bắt cua rất khó anh em nhé. Ăn được con cua đá không đơn giản đâu. Hôm nay nước ít quá, không được ít con. Được khoảng hơn cân. 6-7 con một cân, chỗ này được khoảng à dạ, cũng mười mấy gần 20 con đấy. Cũng gần 2 cân đấy nhỉ, nặng nặng. Bắt nốt 1-2 con nữa về chị ăn thôi nhỉ. Đó. À, bị cua đá kẹp. Thủng tay hết. Đó. Thủng không? Đấy. Thôi được rồi. Đấy, ok. Hóc chui vào hòn đá này. Không bắt được cái con ếch đá với con ốc gì nhỉ? Cú đá con này. À, bắt con này về nuôi nhỉ? Đá nó không phải đâu. Đây là con trung bình đây. Con bé, con này có nhiều người vẫn bắt nhé. Nó bằng con cua đồng mà, nhìn thấy không? À đấy, đấy, cũng được à? Đây. Đây, con trung bình. Ôi, thế được rồi, to gấp mấy lần con cua đồng. Cua đá thì có con to và con nhỏ. Trung bình cũng bắt nhỉ, hôm nay anh em bắt được ít. Căn bản đi có lúc thôi mà. Đấy, nhiều lắm. Dừng. Rừng đây còn nguyên sơ nhá. Đây người ta cấm chặt. Ui, cá này to rồi. Đâu? Đây đấy. À, có con cá. Chú đèn. Chú đèn nhé, chú đèn có con cá nhé. Thôi, chắc thôi em ơi. Thôi thôi. Một con chả giải quyết gì. Cá thì ngon thật nhưng mà. Đây có con cá này cá leo đồi nhỉ. Đó, con cá leo đồi nhá. Một con chả giải quyết gì, tí anh em về tranh nhau đánh nhau toác đầu. Được không? Lại em nữa. Đây siêu cao thủ bắt cua nhá. Nay là anh đi theo sau chú chỉ cầm tải thôi. Làm cái video để kỷ niệm anh em ha. Nhưng mà có nhá ý hôm nào cho nút like nhé, hôm nào để anh em làm mấy video nó cụ thể nướng các kiểu trên đồi. Hôm nào mưa to nhỉ, anh em mình dựng lều làm trải nghiệm nhỉ. Có cây măng hốc em ơi. Luồng rồi, bắt độ rồi. Hả? Bắt độ rồi. Măng hốc đấy, hôm qua không có măng. Ui, cái... Ui. Cây đấy. Móc à cây nhạo dình. cây này đâm vào đầu thì chết luôn. Tức là đâm vào đầu thì toàn gai là gai. Cây mây
cây để làm sẹo trâu các kiểu ấy. Đây không có dòng đất nhỉ, làm được em dòng đất thì đây không sao. Ôi, cô bé, cô bé, cô bé. Bé để đâu? Ui, trên đồi, bắt đi, bắt đi. Vô đi, vô đi, ui, trời ơi. Đúng không? Ê, giờ đấy, siêu cao thủ nhá, anh em nhá. Kiểu là hôm nay, ui, hôm nay mưa con đấy to đấy. Hôm nay kiểu mưa nhỏ, sao tí nó xuống lố à? Xem cái lố đó đâu, đâu to. Ui giờ con này cơ. Con này 5 con cân rồi. Nóng rồi, rửa đi, rửa đi, rửa đi. 5 con cân rồi. Tí là món ăn đúng không? Phải nhanh nhé, bắt cua này phải rất nhanh nhẹn. Kẹp đây nhá. Thôi, thôi, nghỉ tí nữa. Cho vào đi, xem. Nơi lố nào. Đây, chui xuống cái lố này, hang này. Đấy, hang cua này. Đó, một phần nó ở vậy, ở đất thôi. Nhưng mà xuống dưới tầm 20 phân là toàn là đá. Để ý trên đồi đi, trên đồi có khi nhớ đấy. Hơn 2 cân rồi. Thế anh em mình mà cứ theo nguồn nước lên trên chẳng qua nước hết thôi nhỉ. Đây có nguồn đấy. Đâu? Để lên tí. Nhưng mà cái nguồn mà nhiều như mọi khi ấy. Bây giờ bắt đầu vào đầu mùa cua nhá anh em nhé. Thì là hôm nay đi khai trương. Chỗ này ít đá quá. Gì ấy? Thấy không? Đâu? Ở dưới bàn đá ấy. Sao mà kịp lấy? Chân đi. Vào vào có khi cậy đi. À đấy, cái chân nó thò ra kia đúng không? Cậy được em ơi, cậy được, cậy được. Tóm gọn cho anh em, nếu mà không bắt được con này là không phải cao thủ nữa nhá. Xong, xong, đừng để nụ đục nước. Anh cũng là một cao thủ võ lâm ấy. Còn hôm nay là, được không? Đấy, đấy, đấy. Đấy, nhìn mặt gái nhỉ. Cười lên gái. Đẹp trai. Ui, đèn chói quá. Quay cận cảnh bắt cua đá cho tất cả anh em. Ơ sao? À, lúc nãy mình đi bên kia là nhầm à? Bên này là bên nào nhỉ? À thế lúc nãy anh em mình xuống nhầm lối. Tìm được cái măng này hay em ạ. Gì đấy? Thôi cá bảo thôi mà. Mấy con cá leo đồi. Ăn thì chả bó. Nào anh em mình rảnh làm hẳn cái video cho anh em xem là nướng cá. Nhưng mà các bác phải ủng hộ bằng nút like, nút đăng ký. Úi, à không phải, không không có đâu. Đèn pin còn nhiều pin không? Của anh thấy đỏ dần rồi đấy. Tí vào hẳn hang thì anh em mình vừa tiêm xuống rồi. Hả? Vừa quay xuống rồi. Vừa đạn này xuống rồi. Đây lúc nãy nhầm là đây mới là bụi luồng. Phải không? Phải thôi. Thôi thế thế đi xuống. Chỗ này lắm ma xó lắm. Đi trước đi, đi trước đi. Tí là gặp con nào cửa lố lại không bắt được. Con nào anh em
đi ban ngày nhỉ, vào hang chơi đúng không? Hang đấy không biết còn rơi không nhỉ? Mùa này rơi béo rồi, tháng 8 âm lịch rồi. Đi bên này, anh em đang xuôi ngược nhé, xuôi ngược dòng. À, nhiều phết rồi đấy. Hôm nay là chủ yếu đi đằng sau quay thôi, mới bắt được có 3-4 con, còn bao nhiêu là thằng em bắt hết đấy. Con rồng đất thì miễn bàn rồi. Cây khá cao. Vào rồi, vào rồi. Trong rồi, không lấy được đâu, sâu lắm. Mình cứ nhìn thấy. Ôi chả được thì đừng cố, cố tí là sâu lắm đó. Cố là tí là chảy máu ngay. Hả? Con. để con á. Sao? Ui đây, thấy không? Ý sổng, ui. Ấy cầm như thế. Hơn 2 cân đấy. Ấy thấy chưa? Kệ thôi. Ùng. Kẹp tao. Ơi. Ô, đây có cây búi măng hốc à? Em ơi. Mình đi bên này đi ha. Bên này có đường này. Xoay đoạn đấy. Mình có cái măng hốc nào? Xong sang bên này nhá. Em ơi. Sang bên này đi. Ui đây. Măng hốc lấy đi. Một cái cũng lấy. Lâu lắm không lên đây lấy một cái lấy đây, thấy không? Chặt lấy cả đấy. Măng hốc về mà làm măng ớt hoặc măng chua ăn hết ý. Úi, gấy chặt ở dưới một phát đi. Non quá. Anh em đi lấy được củ măng hốc, đi về bóc được 2 củ này về là luộc ra 1 củ thôi nhỉ. Luộc, ui giời, cái gai này. Lúc nãy mình anh em mình có qua cây gai này không nhỉ? Không phải đâu nhỉ, cây bên trên thôi nhỉ. Ui em ơi. Ui. Em ơi. Ra đây măng hốc rồi, nhiều lắm. Giật mình sợ mai này mình. Đây anh em nhá. Chặt lấy cả củ. Dao đó. Xem cuối nhá. Măng hốc nhá, măng hốc này có thể là măng ớt và măng chua này. Ui nhiều lắm em ơi, bên trong này mấy cái bé để đợt sau nhỉ. Mỗi củ hơn cân luôn. Đây em thuận tay chặt cái này nữa, chặt lấy vài cái. 2 cái bé kia để. Chặt lấy cả củ nó vào.
Hóa ra là mấy anh em đi săn bắt là cứ gặp cái gì lấy thế nhỉ. À đây, măng. Đợi vài ngày nữa em ơi. Tuần nữa thôi. Đưa cái con dao đây, anh lấy nốt củ này. Có nhiều đấy. Măng con bé này. Ui giời, toàn này. Anh em đi đuổi là để ý này, cứ bị gai. Gai này mà đâm thì phải biết này. Mình chọc em mà phát đau á. Ba bốn củ hả? Ra lấy chặt nốt hai củ kia đi. Hai củ kia chặt chết rồi. Bóc luôn á. Thôi, để về nhà bóc được không? Phần cân thôi. Bóc luôn cả măng, gần yến. Măng và củ đá. Cái này về nhà bóc đi. Chặt chặt thấy hai củ kia, anh bẻ cho. Để nó cua bò ra này. Ui thằng yến ơi. Đấy ở góc bên kia đấy, treo lên. Treo hẳn lên, đấy. Hai củ nhá. Lấy luôn, lấy cả hai đi. Ô, chết rồi. Đôi dép trẻ con ở đây nhỉ. Em ơi, ra ra đi, đây có cả đôi dép trẻ con này. Nó có cả dép trẻ con bé tí này. Đây có thằng nào lạc ở trong này không? Rồi, hôm nay cả măng, cả cua lấy tất. Thôi chắc anh em mình rút rồi nhỉ. Về để xem chế biến được không. Nếu mà chế biến được thì anh em mình quay tiếp cho anh em. Còn không chế biến được thì anh em đợi video sau thì ấn nút like đăng ký kênh để video sau vậy nhé. Đấy nhá. Anh em bắt đầu ăn muộn một chút nhỉ. Đây lúc đấy là trên đồi nhìn không rõ đây thằng em nhé. Thằng này là lúc đấy anh em là chuyên quay cho thằng em này. Cho thử bắt đấy, chào mọi người cái nhỉ. Chào mọi người nhá. Rồi ok. Đây còn đây là ông anh. À ok. Ông chú. Thế nào chú? Thế cảm giác con cua thế nào? Còn đây đấy. Đây cháu đang đăng lên kênh Hưng Ngỗng Nhồi của cháu. Thì hai anh em cũng không có được chuẩn bị đâu mọi người ạ. Đây về. Ông Nhồi ăn bữa nào gọi là hôm nay ăn cua thôi nhỉ, chưa làm video về ốc. Đi vào đây Thím ơi, đây đang nhà chú nhá, đây đang ngồi ở bếp. Ở đây luôn, hai đứa vào đây luôn ơi. Cái món măng liệu ổn không? Ây da, ăn cua đá với cơm nếp liệu ổn không nhỉ? Đấy chú đánh giá về chất lượng con cua một tí nhỉ? Rất giòn. Giòn à? Có cảm thấy nhức nhức xương không chú ơi, khớp ấy. Nhưng mà nhiều chất đạm lắm nhá. Cái món gì đây? Thịt ngỗng. Thịt ngỗng à? Ôi thịt ngỗng để ra xa đi nhỉ. Ăn hãy thưởng thức món của rồi. Xin mời tất cả anh em nhá. Thì anh em bọn em chuyển sang chương trình là ăn cua đá. Mời tất ăn thịt ngỗng om chám chưa? Cháu cũng ăn thịt ngỗng nhiều mà chưa om chám bao giờ chú. Thịt như thịt trâu này, làm miếng. Rồi, đây cháu đưa. Rồi, xin chú. Rồi, mời anh em nhé. Mời tất cả mọi người nhá. Rồi.
con thứ ba. Dùng đi chú ạ, thoải mái, có 3-4 người ăn, có mười mấy 20 con này. Mười mấy con nhỉ. Thế thôi, hơn 2 cân. Ăn đi, thím ăn đi. Đấy, ông chú này cùng lắm chỉ ăn được 5 con quay đầu thôi. Nó nhiều chất đạm chú nhỉ. Bé thôi, ăn ít người ta chửi thôi. Thế thôi đi về, mỗi người ăn chỉ được 5 con là thấy bắt đầu ngấy dần rồi. Ngấy. Ngọt lắm. Ngọt đâu. Nó béo không chú? Béo. Ừ, khá là béo ấy. Cua này ngon hơn cua biển luôn, nó là vất vả một chút thôi. Thôi mời chú nhá, cho mời chú nhá, mời hai em đi. Em mời anh. Rồi.